Sunong TV xin chào quý bà con. Nếu quý bà con muốn tìm một lựa chọn thú vị để thay đổi khu vườn, nhưng cây lại dễ sinh trưởng và phát triển cũng như là dễ chăm sóc, thì hôm nay xin giới thiệu đến quý bà con cây giống siro. Cây giống siro có chiều cao từ 20 đến 40cm. Chiều cao trung bình của một cây siro trưởng thành là khoảng 3 đến 4m. Đây là cây có thân gỗ nhỏ, sống lâu năm, cần có ánh sáng mặt trời để trực tiếp phát triển. Cây siro có đặc điểm là thân cây nhỏ, nhiều nhánh có gai nhọn, thân rất dẻo, bên trong lại có mủ màu trắng. Siro là loại cây khỏe mạnh, không cần cầu kỳ chăm sóc, lại ít sâu bệnh. Mặc dù loại cây này không gắn đất, nhưng phải chọn loại đất tơi xốp, có độ thoát nước tốt để tránh tình trạng cây bị ngập úng. Nên trồng ở môi trường có điều kiện ánh sáng từ 4 đến 6 giờ trên một ngày. Nhiệt độ thích hợp cho cây nhất là từ 15 cho đến 28 độ C. Ngay sau khi trồng, nên tưới nước đầy đủ để làm ẩm đất xung quanh. Nên tưới 3 đến 4 lần trên một tuần, đặc biệt là vào mùa khô. Nhưng bà con chú ý đừng tưới nhiều quá để tránh tình trạng cây bị thối rễ. Nên bón phân hữu cơ hoặc phân bón cân bằng từ 2 đến 3 lần trên một năm để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho cây. Nên tỉa những cành khô héo hoặc những cành bệnh thường xuyên để cây có thể tập trung cho phát triển cho những cành mới. Ngoài ra, nên sử dụng lớp phủ để tránh ngăn ngừa cỏ dại và giữ ẩm đất. Trái non của cây siro rất chua, bà con có thể giả chung với tỏi, ớt để làm nước mắm, thay chanh. Khi trái chín, bà con có thể ăn được như nho. Ngoài ra còn có thể như là làm rượu, làm mứt và làm siro. Trong cảnh quan, cây siro cũng góp phần quan trọng như là làm cây sân vườn, trang trí công trình, làm hàng rào, tạo bóng mát, giúp làm tăng vẻ thẩm mỹ cho sân vườn. Đây đúng là một loại cây giống đa năng đúng không bà con? Hiện tại, giống cây này đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.